Chào tất cả các bạn, mình tên là Quỳnh Ruby, mình đến từ nhãn hiệu chất đồ uống thật mang đi thuộc sở hữu công ty cổ phần Rain Coffee. Trong video hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công thức sinh tố vô cùng thơm ngon bổ dưỡng có thể hấp dẫn bất cứ ai, đó là món sinh tố kem xoài. Và công thức của món đồ uống này cũng vô cùng đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngay bây giờ nhé. Đầu tiên để làm món sinh tố kem xoài thì chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Thứ nhất đó là xoài, thứ hai đó là siro đường, thứ ba sữa đặc, thứ tư một chút kem rick, sữa tươi, chúng ta sẽ cần kem tươi và kem. Ok, một chút đá xay nữa, chúng ta sẽ tiến hành nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm món sinh tố xoài. Chúng ta sẽ cần một cái máy xay và chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu cần thiết vào trong máy xay. Để làm món sinh tố xoài thì chúng ta sẽ cần khoảng 150g xoài. Với một cái quả xoài nhỏ như này thì sẽ là 2 phần má bên của quả xoài. Chúng ta chọn những cái quả xoài mà có cái phần bụng nó dày và chín vàng đều. Là những cái quả xoài rất là thơm ngon. Để ý là khi mà quả xoài chín vàng đều nhưng mà núm của quả xoài đấy vẫn còn tươi, ấn vào vẫn còn cứng thì đó mới là những quả xoài ngon nha các bạn. Ok, rồi mình sẽ cho cái phần xoài này vào trong máy xay nhé. Vì xoài thì nó khá là mềm, nó chín rồi, rất là thơm các bạn ạ. Nên là mình không cần phải là cắt nó quá nhỏ. Máy xay chúng ta sẽ xử lý được thôi. Rồi, ok, đó là xong phần xoài. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho nước lọc, 60ml nước lọc. Tiếp theo là 20ml sữa đặc. Rồi, chúng ta tiếp tục cho sữa tươi vào nhé. Chúng ta sẽ cho 30ml sữa tươi. Chúng ta sẽ cho khoảng 3ml kem rick. Cái này thì ở nhà các bạn nếu có thì các bạn cho vào, còn nếu không cũng không sao cả. Nó sẽ giúp tăng cái vị ngậy của cái món sinh tố của chúng ta lên thôi. Chúng ta sẽ cho khoảng 10ml siro đường. Thực ra cái lượng đường ấy thì các bạn sẽ tùy thuộc vào độ ngọt của xoài thì các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho đá. Khoảng 80 đến 100g đá. Tiếp theo thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ cho lên xay. Sau khi trộn đều nguyên liệu, xay. Mất khoảng 15 giây để xay cũng rất là nhanh thôi. Rồi. Và bây giờ là đến những cái bước vô cùng đơn giản rồi. Chúng ta sẽ đổ hỗn hợp ra chiếc ly tôi đã chuẩn bị trước. Chúng ta đổ khoảng 4/5 của chiếc ly. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một lớp kem tươi nếu mà các bạn thích. Trong trường hợp này tôi sẽ không cho kem tươi mà tôi sẽ chọn cho kem.
Đây là một cái món mà chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ vô cùng yêu thích. Xoài kèm với sữa, kèm với kem tươi. Rất là thơm, ngon và dễ ăn. Các bạn có thể chọn các vị kem khác nhau tùy theo sở thích nhé. Ở đây là mình chọn kem tươi có vị vani. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho lên đồ uống này trang trí, cũng như là coi như là một cái phần topping trân châu ở trong trà sữa trân châu ấy. Một chút xoài thái hạt lựu. Nhìn vừa đẹp mắt và lúc ăn thì chúng ta có thể vừa được thưởng thức cái vị ngon ngọt, thơm béo ngậy của cái hỗn hợp kem và sinh tố xoài, đồng thời chúng ta có thể vừa nhai nữa. Vâng, vậy chỉ sau những cái thao tác vô cùng đơn giản và dễ dàng, chúng ta đã có một ly sinh tố xoài kem vô cùng thơm ngon, mát lành, bổ dưỡng và đặc biệt là rất được ưa chuộng trong mùa hè này rồi. Và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc thắc mắc nào thì hãy vui lòng inbox hoặc là comment dưới video này, chúng tôi sẵn sàng giải đáp cho các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của chúng tôi có gì hữu ích với các bạn hãy like và share cái fanpage chất đồ uống thật mang đi của chúng tôi. Chắc chắn là chúng tôi sẽ còn cung cấp cho các bạn rất nhiều những cái video hấp dẫn và những cái công thức đồ uống vô cùng tươi ngon, đặc biệt. Xin cảm ơn các bạn.